Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Xây dựng, từ năm 2013, các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Vật liệu xây dựng không nung có nhiều ưu điểm như có thể tận dụng phế thải công nghiệp làm nguyên liệu, tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, tiết kiệm thời gian thi công, góp phần tiết kiệm tài nguyên đất, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phát triển vật liệu xây dựng không nung, hơn 3 năm qua, Vĩnh Phúc đã chủ động xóa lò gạch thủ công, khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất tiêu thụ gạch không nung thân thiện với môi trường. Sở Xây dựng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ra nhiều văn bản chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu không nung, áp dụng công nghệ sản xuất vật liệu không nung từ nguồn phế thải công nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường. Sau khi có thông tư 09, thì Sở Xây dựng đã tổ chức đầu tiên là tuyên truyền cho các chủ đầu tư, các nhà thầu và các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện theo đúng cái lộ trình thông tư 09 về sử dụng vật liệu xây dựng không nung. Sau đó thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh để mà ra một văn bản hướng dẫn cho tất cả các chủ đầu tư, các nhà thầu và các nhà thầu đơn vị tư vấn để thực hiện thông tư 09. Và sau đó thì sở trong năm 2012, sở chúng tôi đã ra văn bản, có thể gọi là văn bản của sở để hướng dẫn cho tất cả các ngành thực hiện. Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cơ bản sử dụng vật liệu xây dựng không nung theo quy định. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đầu tư dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng không nung. Trong đó, công ty cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc tại xã Cút Lưu, huyện Bình Xuyên là một trong những nhà máy có công suất lớn với 14 triệu viên một năm. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở quy mô nhỏ sản xuất tại các địa phương trong tỉnh. Hiện chủ trương của Chính phủ cũng như là thông tư hướng dẫn Bộ Xây dựng về cái gạch không nung, ban giám đốc công ty cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc đã đầu tư một cái dây chuyền gạch của dây chuyền công nghệ của Đức, đầu tư về đáp ứng cái nhu cầu về vật liệu xây dựng, đặc biệt là cái gạch không nung. Thế thì trong cái dây chuyền này thì công suất của dây chuyền nhà máy là 14 triệu viên trên một năm. Thế thì ngoài cái đáp ứng về cái năng lực xây dựng ở trong tỉnh ra thì cái gạch dây chuyền này nó có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là về môi trường thì là thân thiện, mình dùng gạch không nung này thì nó không phải đốt than. Thứ hai là môi trường rất là sạch sẽ. Thứ hai là phần tiết kiệm và phần nhân lực, nhân công để vận hành một cái dây chuyền này nó không quá 10 người. Phần thứ ba là về năng suất thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Đấy, đặc biệt cái thứ tư là cái giá thành. Giá thành nó hạ, giá thành nó rẻ hơn so với gạch truyền thống. Vật liệu xây dựng không nung sử dụng các nguồn nguyên vật liệu chính trong tự nhiên như đá, cát, vôi, thạch cao, xi măng và phụ gia. Các loại nguyên vật liệu này có ở nhiều nơi, việc khai thác và sử dụng không gây tác động đến môi trường tự nhiên. Quá trình sản xuất vật liệu xây dựng không nung không sinh ra chất gây ô nhiễm, không tạo ra chất phế thải hoặc chất thải độc hại. Vật liệu không nung có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, độ phẳng, độ đồng đều, độ bền, chống thấm của viên gạch đều cao hơn so với những loại vật liệu khác. Đặc biệt, sản phẩm có nhiều chủng loại để có thể sử dụng rộng rãi từ những công trình phụ trợ, dân dụng đến các công trình kiến trúc cao tầng, giá cả cũng phù hợp. Theo thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thì tất cả các vốn ngân sách của nhà nước thì 100% sử dụng gạch không nung. Thì đến công ty của chúng tôi là những đơn vị là thực hiện theo đúng chủ trương đấy và đang thực hiện công trình này là công trình 100% là sử dụng gạch không nung. Tôi thấy là cái ưu điểm của cái gạch này thì thi công nhanh và bám dính tốt, và chát không bị ộp, các thứ như chống nóng, chống ồn, thấy tốt hơn gạch nung. Có thể nói, vật liệu xây dựng không nung không chỉ là sản phẩm vật liệu xây dựng thông thường, mà khi sử dụng, nó còn mang lại lợi ích lâu dài trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống. Vật liệu xây dựng không nung là xu hướng tất yếu đối với sự phát triển của ngành xây dựng và là vật liệu xây dựng chủ yếu trong tương lai. Để đưa vật liệu xây dựng không nung dần thay thế các loại vật liệu truyền thống, các cấp các ngành địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị chủ thể trong hoạt động xây dựng và mọi người dân cần được tuyên truyền để có nhận thức rõ những ưu điểm lợi thế trong việc sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng không nung.